Ok, sau khi có nhất 2 năm đồng hâu rồi thì ở mục ví này anh em sẽ nhấn mục nhận cho ra nha. Rồi kế tiếp mục trend này anh em sẽ chọn là daily quest nha, tức là nhiệm vụ hàng ngày đấy. Và ở đây thì em sẽ làm căn vụ đơn giản như đây này, là đăng nhập hàng ngày này sẽ nhận luôn đương nha, cũng như là nhiệm vụ số góc hoán đổi này đó, hay là mời bè này, cũng như là chơi giao dịch này. Ở đây thì là chơi crypto nha, rồi chơi hàng hóa này, chơi forex này, và cũng là stakehold này. Rồi mục ví này anh em tiếp tục nhấn mục nhận cho ra nha, và trong mục reward này. Ok, hiện tại Giang đang có là 29 dương này. Như vừa nãy Giang chia sẻ là Giang đã mở một dương rồi nha. Rồi, anh em chỉ nhấn vào Smart để mở nha. Ok. Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh Twitter Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong này Giang sẽ trải nghiệm mở 30 dương ở trên ví Hotation nha. Như này thì Giang đã mở một dương này, đó, nhận được 100.000 gold, tức là 100.000 vàng nha. Đầu tiên thì Giang sẽ giới thiệu cho em về tính năng rương ở trên ví Hotation nha. Ở đây anh em thấy là nhận lên tới là 1 BTC, tức là 1 Bitcoin này, với các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản hàng ngày luôn nha. Vậy rương kho báu Hotation là gì ạ? Thì rương kho báu Hotation ấy là phần thưởng hàng ngày này, được trao cho những người dùng tích cực của ví Hotation nha. Mỗi đường thưởng ngẫu nhiên ấy thì em có thể là mở được các token có giá trị này, bao gồm là Bitcoin này, rồi Ethereum này, cũng như là đồng hâu là token của ví Hotation và đồng gold nha. Vậy làm sao để chúng ta có thể là kiếm lương ạ? Thì bằng cách là anh em sẽ hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày nha. Lát nữa thì Giang sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước cách chúng ta làm nhiệm vụ để có thể là kiếm lương nha. Ok, người dùng được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau để hoàn thành này, bao gồm là nhiệm vụ ví này. Đó, đây thì em sẽ swap khoản đổi này, rồi cũng như là thanh toán phí ga bằng mã hâu này với khối lượng là trên 100 đô nha. Kế tiếp là nhiệm vụ the future này, tức là chúng ta sẽ chơi giao dịch future, giao dịch phái sinh đó, giao dịch một cặp tiền điện tử có khối lượng là trên 5.000 đô nha, cũng như là giao dịch một cặp hàng hóa này với khối lượng là trên 50.000 đô nha, hay là một cặp ngoại hối này cũng khối lượng là trên 50.000 đô nha. Ngoài ra em có thể là kiếm lương bằng cách là mời bè này, thì với tính năng này ấy, sẽ là không giới hạn nha. Nhiệm vụ hàng ngày sẽ hạn sau 24 giờ này, đó, sẽ tự động làm mới này, cũng như là sẽ trao cho em một đường mới nha. Kế tiếp là phân bổ phần thưởng này, với mỗi nhiệm vụ hoàn thành ấy thì em sẽ nhận được là một đường tương ứng này với nhiệm vụ đó nha. Và anh em có thể là mở đường và có cơ hội giành được là các loại token ngẫu nhiên này, bao gồm là Bitcoin này, Ethereum này, đồng hâu cũng như là gold nha. Phần thưởng tối đa là 1 Bitcoin này, và nếu phần thưởng là vàng ấy thì sẽ được cộng trực tiếp vào số dư của anh em nha. Còn phần thưởng là các token khác ấy thì sẽ được tích lũy và có thể được nhận vào thứ hai hàng tuần này. Kéo xuống bên dưới thì sẽ là lưu ý quan trọng này. Em lưu ý nhá, là để tham gia nhiệm vụ hàng ngày ấy, thì trong ví Hotation của anh em phải có tối thiểu là 2 năm đồng hâu nha. Lát nữa thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta swap sang đồng hâu, hoặc là chúng ta sẽ mua đồng hâu ở trên sàn dịch ở Bigate nha. Ngoài ra này, tất cả phần thưởng nhận được từ rương kho báu Hotation này sẽ có thời gian nhận đúng là 1 tuần sau khi được mở khóa nha. Sau khoảng thời gian là 1 tuần đó, tất cả phần thưởng chưa được nhận sẽ hết hạn ha. Rồi đầu tiên để là tham gia nhiệm vụ hàng ngày kiếm lương ấy, thì trước tiên em sẽ cần có đồng hâu đúng không? Vậy làm sao để em có thể là có đồng hâu ạ? Thì trước tiên Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta swap hoán đổi sang đồng hâu nha. Ok, mục ví này, em sẽ nhấn biểu tượng hoán đổi này cho Giang này. Đầu tiên thì em sẽ chọn đồng coin em muốn hoán đổi nha. Như đây Giang đang có là 36,73 USDC này, thì Giang sẽ hoán đổi USDC sang đồng hâu nha. Đó, tiếp theo thì em sẽ chọn đồng hâu này. Rồi kế tiếp anh em sẽ nhập số lượng nha. Và với 27,55 USDC thì Giang sẽ được là 4,14 đồng hâu này. Và anh em cũng lưu ý cho Giang nhé, như vừa nãy Giang chia sẻ là anh em sẽ cần có tối thiểu là 2 năm đồng hâu để chúng ta có thể là tham gia nhiệm vụ ngày để kiếm lương nha. Ok, anh em sẽ nhấn vào kiểm tra thông tin này, sau đó anh em sẽ nhấn vào hoán đổi để chúng ta có thể là hoán đổi sang đồng hâu nha. Ngoài cách vừa xong là chúng ta sẽ swap hoán đổi sang đồng hâu ở trên ví Hotation, thì em còn cách là chúng ta sẽ mua đồng hâu ở trên sàn dịch Bigate nha. Ok, thì em nào chưa tài khoản sàn Bigate thì Giang cũng sẽ link đăng ký cũng như video hướng dẫn cách chúng ta đăng ký tài khoản rồi xác minh danh tính KC sàn dịch Bigate ở dưới phần mô tả nội dung của video này, cũng như comment đầu tiên được ghim ở phần bình luận nha. Rồi thì ở giao diện của app Bigate này, anh em sẽ nhấn mục giao dịch cho Giang nha, và chọn là giao dịch spot này. Kế tiếp này, anh em sẽ chọn cặp giao dịch là HOLD USDC nha. Rồi và anh em sẽ chọn mua cho Giang này, cũng như là chọn lệnh thị trường này,
để chúng ta thì là khớp lệnh luôn này. Tiếp theo anh em sẽ nhập số lượng anh em muốn mua hầu nha. Ở đây Giang đang có là 201 USDC này. Dù như Giang sẽ mua là 100 đô hầu này. Sau đó anh em sẽ nhấn vào mua hầu này. Đó, và chọn xác nhận để chúng ta có thể là mua hầu nha. Thì đó là cách chúng ta mua đồng hầu ở trên sàn Bitget. Sau khi mua hầu thành công rồi thì em sẽ nhấn mục tài sản này. Sau đó chọn rút nha. Kế tiếp anh em sẽ chọn đồng hầu này. Và chọn rút trên chuỗi này. Ok, mục mạng lưới thì em sẽ chọn cho Giang là mạng Z-Casinera nha. Kế tiếp mục địa chỉ này thì em sẽ quay trở lại app Hotation. Rồi anh em sẽ nhấn vào đây này. Đó, và chúng ta sẽ copy sao chép địa chỉ ở Z-Casinera này nha. Rồi quay trở lại app sàn Bitget này. Và dám vào đây ha. Kế tiếp anh em sẽ nhập số lượng này. Đó thì đấy, tối thiểu chúng ta sẽ rút 10 đồng hầu nha. Cuối cùng nhấn vào rút tiền để xác nhận rút nha. Ok, sau khi có ít nhất 25 đồng hầu rồi thì ở mục ví này anh em sẽ nhấn mục nhận cho ra nha. Rồi kế tiếp mục trade này anh em sẽ chọn là daily quest nha, tức là nhiệm vụ hàng ngày đấy. Và ở đây thì em sẽ làm các nhiệm vụ đơn giản như đây này, là đăng nhập hàng ngày này, sẽ nhận luôn đương nha. Cũng như là nhiệm vụ số góc hoán đổi này đó, hay là mời bè này, cũng như là chơi giao dịch này. Ở đây thì là chơi crypto nha, rồi chơi hàng hóa này, chơi forex này, và cùng là stake hold này. Đó, để chúng ta có thể là nhận các rương từ hôm đây nha. Bây giờ thì Giang sẽ lại là trải nghiệm mở 30 rương trên ví Hotation nha. Rồi mục ví này, anh em tiếp tục nhấn mục nhận cho ra nha. Và trong mục reward này. Ok, hiện tại Giang đang có là 29 rương này. Như vừa nãy Giang chia sẻ là Giang đã mở một rương rồi nha. Rồi, anh em sẽ nhấn vào Smart để mở nha. Ok. Như đây Giang nhận được là 250.000 gold nha. Ok, mở tiếp này. Tiếp tục là 50.000 gold này. Rồi 50.000 vàng tiếp theo nha. Ok, 500.000 vàng này. Ngoài BTC, ETH, đồng hâu, cũng như là gold vàng ấy, anh em còn được nhận là các token khác nha. Ok, như đây Giang nhận được là 1.200 token ZPKEF này. Rồi. Như vậy là Giang đã mở xong 30 đường rồi nha. Kế tiếp anh em nhấn mục History để xem lịch sử này. Ok, thì đây chính là lịch sử Giang mở đường nha. Đó, ngoài vàng này, Giang còn nhận được các token khác nha. Có lúc nhận được lên tới là 1 triệu vàng này. Anh em thì là quan sát thấy nha. Ngoài ra, chia sẻ cho anh em nào mà chip cách sử dụng ví Hotation ấy, thì em sẽ nhấn mục danh sách phát ở trên kênh Hoàng Văn Giang của Giang nha. Sau đó chọn danh sách phát là hướng dẫn sử dụng ví Hotation này. Sau đó nhập mạng pin. Ok, thì ở đây sẽ có hướng dẫn chi tiết ra từng bước cách chúng ta sử dụng ví Hotation nha. Đó, hoặc là anh em có thể là truy cập vào đường link là hoangvangiang.com/hotationvideo này. Thì cũng đã danh sách phát đó nha. Và nếu như em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào trong quá trình sử dụng ví Hotation ấy, thì nhớ để lại bình luận xuống dưới video để Giang có thể là giải đáp trả lời cho em nha. Và cuối cùng nhớ like, thích, share, chia sẻ video này. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh YouTube để Giang ra nhiều video hơn nữa nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.